Đây mình vừa sửa xong cái vít 1 ha. Thì đây cũng có anh gửi tới cây vít 2 nữa. Mình làm xong cái này mình làm tới con này luôn. Mình coi vít 2 này nó đời thế nào ha. Quạt dơ quá trời dơ nè. Chắc không vệ sinh quạt nè. Nó lên đường thôi. Xanh là mấy con đời sau này nó đổi màu đen rồi. Mình kiểm tra mình sẽ sửa lại cho khách ha. Tiếp theo một cách gửi ha, thì lỗi như thế này. Sau khi báo giá độ mới và tình trạng của đèn, thì một là sửa, hai là thay bộ vạch mới, thì khách này đã quyết định thay luôn bộ vạch mới ha. Bộ vạch mới thì nó đã cải tiến một số cái nhược điểm của vạch cũ và khắc phục cái lỗi cũ rồi ha, nên nó sử dụng sẽ ok hơn. Mình sửa đi thì có thể nó sẽ bị hư tiếp ở những cái phần mà nó chưa hư á, thì nó mất thời gian của mình, nên khách quyết định thay luôn. Mình sẽ thay luôn cho khách cái mặt mới ha, các bạn theo dõi nha. Thì các bạn, thì mình đã thay cái mạch mới cho cái Vuelt 2 ha. Đây là mạch đời thứ 5 ha. Đây là mạch cũ nè. Mạch Vuelt 2 này cái đời thứ 2 nè, đời thứ 2 thì nó có pin ha. Con chip điện chip đời thứ 2 luôn nè. Màu xanh nè, chip đời mấy đời sau thì nó sẽ màu đen này. Cái này là 1.1 nè. Hiện tại này là 1.3 rồi ha. Mình sẽ thử lại cái đèn cho khách ha. Màu đỏ nè, lên nè, quạt quay nè ha. Lá nè, dương nè, cà stress nè, green nè, reset nè, custom nè, manual nè, ok hết ha. Bạn nào có đèn Vuelt 1, Vuelt 2, 2W, RGB 2, WRGB 2 Pro, WRGB Slim á, nói chung là đèn của Chi Hero mà mấy cái dòng chỉnh áp á bị hư, thì cứ liên hệ với mình tập hóa thiên.com 0366632123, mình sẽ tư vấn sửa chữa cho các bạn ha. Cảm ơn các bạn.